chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự. Hiện tại em đang có mặt trên khu vực của Cù Lao Huế Sơn, nơi mà cái nút giao trên Cù Lao Huế Sơn của cái dự án cầu Gạch Miễu 2. Và hướng này chính là hướng của cái nút giao đổ lên phần cầu chính để đổ đến nơi vị trí đang xây dựng hai trụ hấp chính B19 và B20 ở bên dưới lòng sông Mỹ Tho. Bắc qua bên kia là khu vực của Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang, ngoài kia chính là lòng sông lớn của sông Tiền. Vị trí này vẫn còn đang trong cái công đoạn gia tải nha cả nhà. Những cái phần của cái dây bắt thấm nè. Còn hướng ngược lại là hướng này chính là hướng để đổ về phần cầu phụ, đổ qua khu vực của Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre nha. Ngoài kia thì có cầu phụ bắc qua cái đoạn nhánh sông nhỏ của sông Tiền. Và bây giờ mà cả nhà mình cùng xem toàn cảnh trên cao nha. Đây là vị trí thi công đoạn cầu phụ của cầu Gạch Miễu 2. Hướng này là từ bên khu vực của Cù Lao Huế Sơn đổ qua bên khu vực của Phú Túc, Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tại vị trí này thì quý vị khán giả cũng có thể nhìn thấy các cái đoạn đúc hẳn cho đoạn cầu phụ đang thi công. Tiến độ bằng cảm quan của em nhìn nhận là khoảng 60-70% tiến độ về việc đúc hẳn các cái nhịp cầu tại đây. Trước tiên em sẽ di chuyển thẳng qua bên khu vực của bên bờ Bến Tre để cho cả nhà mình cùng xem về cái vị trí, về cái phần đường dẫn của bên Bến Tre. Ở một đoạn ở khu vực điểm giao của quốc lộ 57B, phía trước chính là nút giao lộ 57B ở trục đường ngang. Hiện tại vị trí này là vị trí đang chờ trong cái giai đoạn của gia tải nền đường, nền đất yếu. Quý vị khán giả nhìn từ xa, sau khi mà rời khỏi cái khu vực của nút giao quốc lộ 57B này thì cái phần đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 hướng về chân cầu Hàm Luông ấy, được phân chia rất là rõ ràng, quy hoạch từ trước là sẽ có hai cái đường dân sinh ở bên dưới và cái đường dẫn của đường cầu Gạch Miễu 2 riêng biệt ở chính giữa. Thì đây là sự quy hoạch của bên khu vực của Bến Tre. Thì cả nhà mình nhìn thấy cái tuyến đường dẫn lúc nãy á, thì nó cũng rất giống với cái kiểu quy hoạch của một con đường cao tốc. Thì liệu sau này thì sẽ có một cái tuyến đường cao tốc trên đường cầu Gạch Miễu 2 hay không? Đó chính là tuyến đường cao tốc Trung Lương Hàm Luông. Thì quý diễn giả nghĩ sao về cái tuyến đường cao tốc này, cũng như là suy nghĩ sao về cái giả thuyết sau này thì cái phần đường của cầu Gạch Miễu 2 sẽ trở thành quy hoạch, trở thành đường cao tốc Trung Lương Hàm Luông. Rồi bây giờ quay lại với cái khu vực đang thi công cái đoạn cầu phụ của cầu Gạch Miễu 2, xem cái tiến độ cận cảnh ra sao và như thế nào. Thì em sẽ tiếp tục chia sẻ những ảnh này cho quý diễn giả, sau đó là đến khu vực đang thi công chuẩn bị cho cái việc đổ bê tông trong ít tiếng đồng hồ nữa của cái trụ hấp chính B19 của cầu Gạch Miễu 2 bên cái khu vực gối hầu XL02 nhé. Còn đây là khu vực của gối hầu XL04. Tại đây cái đoạn cầu phụ là một nhánh sông nhỏ của sông Tiền nè, kết nối giữa bên Bến Tre và bên Cù Lao Thế Sơn. Đoạn này thì có tiến độ nhỉnh hơn rất nhiều, và có thể nói bằng cảm quan của em nhìn nhận là tiến độ nhiều nhất trên cái toàn dự án xây dựng cầu Gạch Miễu 2. Đây là vị trí thi công của cái công ty xây lắp 368, và em quan sát thấy thì một cái nhịp này
đã có thể nói là gần hoàn tất cái phần mà lắp thép cho cái nhịp này, chuẩn bị sắp tới nữa, trong thời gian ngắn nữa sẽ tiến hành cho việc đổ bê tông cho một cái đoạn của cái nhịp tại vị trí ở phía trước. Và bây giờ cùng xem tiếp thước video của em để xem những vị trí tiếp theo tại khu vực xây dựng cái phần cầu phụ của cầu Gạch Miễu 2 này nhé. Rồi, và đây là vị trí thi công của cái tập đoàn Định An. Tại vị trí này thì cũng đang sắp sửa để tiến hành thi công cho các nhịp tiếp theo để sắp tới sẽ nối liền cái đoạn cầu phụ này, hợp long cái đoạn cầu phụ này trong thời gian sắp tới. Thì như quý vị khán giả nhìn thấy là cái phần cầu phụ này nhìn tổng quan á, thì thấy chỉ còn vài nhịp nữa thôi là sẽ kết nối cái đoạn cầu phụ này thông với nhau giữa một bên khu Lão Thái Sơn và bên khu vực của Phú Túc Châu Thành tỉnh Bến Tre. Từ vị trí của nút giao trên khu vực Cù Lao Thái Sơn, bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng tiếp tục xem những thước video từ cái đoạn cầu dẫn này ra tới ngoài khu vực lòng sông Mỹ Tho để cùng xem cái khu vực của gói thầu XL02 nơi thi công trụ tháp chính B19 và trụ tháp chính B20 như thế nào. Rồi, đây là cái phần cái đoạn đường dẫn cũng như cái đoạn cầu dẫn. Cái đoạn cầu dẫn này thì nhiều cái trụ cầu đã hoàn tất cũng như là về cái phần xà mũ bên trên chỉ chờ
trong thời gian sắp tới sẽ lau lắp các phiến dầm lên bên trên các cái đoạn đã hoàn tất xào mũ này, và bắt đầu từ cái đoạn các trụ cầu tại vị trí này vẫn chưa hoàn thành, vẫn đang trong cái giai đoạn thi công cái phần thân trụ. Cái đoạn giữa này thì có tiến độ chậm hơn về cái việc thi công phần thân trụ và hoàn tất cái trụ lên tới xà mũ. Vẫn tiếp tục những hình ảnh di chuyển ra ngoài lòng sông lớn của sông Mỹ Tho, một đoạn của sông Tiền. Càng ngày thì các cái khu vực này, các trụ cầu càng ngày càng cao hơn. Vị trí này thì cái trụ cầu này đang trong giai đoạn tiến hành để sắp tới sẽ thi công cái phần xà mũ, lắp cốt thép, lắp cốt pha, hoàn tất mọi giai đoạn sẽ tiến hành đổ bê tông để thi công cái phần xà mũ bên trên. Còn cái trụ này cũng đang tiến hành thi công cái phần thân trụ. Quan sát em thấy thì đây là cái trụ B22. Thì trụ B22 thì sau khi hoàn thành cái cọc khoan nhồi thì đang thi công lên phần bên trên. Thì không biết cái việc đập đầu cọc đã hoàn tất hay chưa, em vẫn chưa rõ ở thời gian trước. Nhưng hiện tại thì trong thời gian sắp tới này sẽ tiến hành thi công cho cái đổ bê tông của bệ trụ. Sau khi đập đầu cọc xong thì sẽ tiến hành thi công cho cái bệ trụ, đổ bê tông cho bệ trụ. Đây chính là cái phần trụ tháp chính B20. Thì trụ tháp chính B20 đã hoàn thành cái đốt K7. Trong thời gian sắp tới thì sẽ tiến hành thi công tiếp cái đốt K8. Hiện tại đang thi công cái phần lắp cốt thép cho đốt K8 và tiếp tục di chuyển đến khu vực của trụ tháp chính B19 ở bên khu vực của Châu Thành, Tiền Giang. Tại đây thì bên dưới thì chiếc xà lan trộn bê tông đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ trong thời gian ngắn nữa thôi sẽ tiến hành cho việc đổ bê tông cho cái đốt đúc K7. Sau khi mà hoàn tất các cái công đoạn về kiểm tra an toàn cũng như là các cái công đoạn để sắp tới trong thời gian ngắn nữa sẽ tiến hành đổ bê tông. Cả nhà cũng thấy thì đang xịt nước để sắp tới sẽ đổ bê tông cho cái khu vực của cái đốt đúc đó. Và bây giờ thì mời quý diễn giả cùng xem tiếp hướng video của em để xem nhiều góc quay cũng như là toàn cảnh về nơi thi công của cầu Gạch Miễu 2, đặc biệt là nơi thi công của trụ tháp chính B19 và B20 diễn ra sao như thế nào nhé. Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 gồm 6 gói thầu xây lắp. Hiện 6 trên 6 gói thầu đã khởi công. Trong đó, các gói thầu đường dẫn thi công 26 tháng, hoàn thành trước tháng 8 năm 2025. Gói cầu chính dây văng có thời gian thực hiện 34 tháng, hoàn thành tháng 12 năm 2025. Tiến độ thi công hiện trường, phần cầu đã triển khai xong 2 trên 6 cầu, còn lại 3 cầu đang triển khai, một cầu chưa có mặt bằng thi công, cầu xoài hộp. Phần cầu chính, gói thầu 10-02 đã hoàn thành 4 trên 4 bệ trụ, đang thi công đến đốt K5 trên K32 trụ tháp và hoàn thành thân 1 phần 2 trụ neo. Phần tuyến đã triển khai được 10,5 trên 14,17 km, còn lại 3,67 km chưa bàn giao mặt bằng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đánh giá, phần cầu hiện đáp ứng tiến độ. Riêng phần cầu chính Rạch Miễu 2 rút ngắn tiến độ khoảng 2 tháng so với hợp đồng. Công nhân trên công trường làm việc xuyên suốt, ngay cả ngày thứ Bảy và làm việc cả ban đêm. Chúng tôi làm việc vào ban đêm là thường xuyên vì phải chờ nước lớn mới bơm được bê tông lên các trụ neo cao khoảng 30 mét trở lên, ông Đặng Xuân Hải, chỉ huy trưởng gói thầu 10-02 cho biết. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận,
Hiện công tác thi công xử lý nền đất yếu có thời gian gia tải lên đến 15 tháng là đường găng của dự án. Tuy nhiên, chưa được bàn giao mặt bằng, phạm vi xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 6 hộ cuối tuyến thuộc phạm vi tỉnh Bến Tre. Chiều dài các đoạn này khoảng 2,03 km, Tiền Giang 1,68 km, Bến Tre 0,35 km.